Thưa quý vị, thanh niên là rường cột của nước nhà, đoàn thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của đảng. Chính vì vậy, quan tâm chăm lo cho thanh niên, đặc biệt định hướng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên luôn được đảng ta quan tâm, vừa khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ, vừa góp phần nâng cao sức mạnh, sức chiến đấu của đảng trong bối cảnh hiện nay. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2023. Với sự quan tâm, dìu dắt và định hướng một thời gian dài của chi bộ, đoàn thanh niên cùng sự phấn đấu rèn luyện không ngừng của bản thân, em Lê Nguyễn Hiền Diệu, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã hoàn thành xong lớp cảm tình đảng, sẵn sàng cho các bước tiếp theo của quá trình kết nạp đảng theo quy định. Như học sinh như chúng em thì khó mà để kết nạp đảng, vì cái khó đó mà em đã cố gắng hết sức, hết thực lực của mình, cố gắng vào học tập và rèn luyện bản thân càng ngày càng tiến lên. Tại trường Trung học phổ thông Liên Chiểu, công tác phát triển đảng viên trẻ luôn được chi bộ nhà trường đặc biệt quan tâm. Trong đó, ngoài giáo viên thì học sinh cũng là đối tượng được chi bộ đoàn thanh niên hướng đến trong công tác tạo nguồn phát triển đảng. Thông qua sự tuyên truyền, định hướng, các em học sinh đã có sự nâng cao về nhận thức, chủ động học tập, rèn luyện, phấn đấu trong thời gian dài để sớm được giới thiệu tham gia các lớp cảm tình đảng khi đủ điều kiện. Trong những năm qua thì cùng với việc phát triển các phong trào thanh niên thì công tác phát triển đội ngũ đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng cũng được đoàn trường hết sức là quan tâm. Thì ngay từ những cái năm đầu các bạn bước vào trường thì đoàn trường đã tìm ra những cái hạt nhân, những cái yếu tố ở những cái nhân tố nó xuất sắc tiêu biểu thông qua các hoạt động phong trào, và từ đó là sẽ tiếp tục bồi dưỡng về mặt lý tưởng cách mạng, về mặt tư tưởng chính trị để cho các bạn có thể tham gia vào các lớp cảm tình đảng. Và sau khi các bạn tham gia lớp cảm tình đảng rồi thì về lại với đơn vị cơ sở, ban chấp hành đoàn trường tiếp tục tạo điều kiện cho các bạn tham gia các phong trào để từ đó các bạn tích lũy thêm những kinh nghiệm và những thành tích nổi bật để xứng đáng được đứng vào trong cái hạng ngũ của đảng trước khi các bạn ra khỏi trường. Quan tâm mở rộng đối tượng kết nạp đảng trong học sinh sinh viên, nhất là trong lực lượng đoàn viên thanh niên trẻ đủ 18 tuổi, đang là vấn đề được nhiều địa phương, đơn vị, trường học quan tâm. Tuy nhiên, thực tế ở cơ sở cho thấy vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Cái thời gian của các em học tập tại trường đến tháng 5 là kết thúc. Do vậy, sau cái thời gian này, khi mà nhà trường cũng đã tổ chức cho các em tham gia các lớp đối tượng đảng và muốn phát triển về sau thì phải có sự liên kết đối với địa phương, đối với những cái nơi mà các em tham gia học tập tiếp theo để tiếp tục phát triển em vào đảng theo cái nguyện vọng của các em. Thực tế cho thấy, gỡ khó những nút thắt trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ ngay từ cơ sở vẫn cần sự quan tâm, phối hợp đồng bộ hơn từ nhiều phía. Cùng với đó, cần chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tạo động lực đủ lớn để bản thân người trẻ rèn luyện, cống hiến quyết tâm đứng vào hàng ngũ của đảng. Số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng trong toàn đoàn thì hiện nay vẫn còn rất là hạn chế. Nó có nhiều cái nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Thì nguyên nhân về khách quan là hiện nay là các cái tiêu chí về kết nạp đảng viên mới, đặc biệt là trong cái đoàn viên là học sinh, thì có nhiều cái tiêu chí rất là khó để các bạn đáp ứng được. Ngoài ra thì các bạn đoàn viên thanh niên ở các khu vực khu dân cư thì đi làm ăn xa, cũng không có sinh hoạt tại các cái chi bộ cũng như các cái tổ dân phố, do đó cũng không phát triển được cái nguồn đảng viên từ đây. Bên cạnh đó thì cái nguyên nhân chủ quan thì hiện nay cũng có một số bộ phận thanh niên là cũng sống thiếu lý tưởng. Trong bối cảnh hiện nay, trước sự tác động của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, một bộ phận thanh niên có biểu hiện nhạt đoàn, nhạt lý tưởng cách mạng. Vì thế, hơn lúc nào hết, đảng cần có sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đối với công tác thanh niên, cũng như kịp thời định hướng tạo động lực để thanh niên chủ động học tập, rèn luyện, cống hiến và có khát vọng được trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.